Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì mới đây cô chú, cái ông sạc pin, ông cũng có lên một cái bài viết, ông xúc phạm đến chị Loan nha cô chú anh chị. Là cái bài viết của ông sạc pin đây cô chú. Thì em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được nghe nha. Cái đám vô nhân đạo của tụi bay dám thề trước bàn thề tổ là người mất thương con vô ơn không, nếu nói sai ông tổ mất họng tụi bay đó cô chú. Thì cái bài viết của cái ông sạc bên là nói về chị Loan nha cô chú. Thì nói rằng là chị Loan là người con nuôi, là người vô ơn á cô chú anh chị đó. Rồi sau khi mà cái ông sạc bên ông đưa ra cái bài viết ông nói như vậy nha cô chú, thì cũng có hai cái bài viết ở trên hội nhóm á, là cũng lên tiếng nói về cái ông sạc bên nha cô chú. Dạ đây cô chú, về Việt Nam rồi mạnh miệng quá, trả hàm răng lại đi sạc thành ơi, coi chừng bị tụi nhỏ bị răng ông đó, và nhận lại thằng em ruột sạc ca của ông nữa kìa đó cô chú. Thì cái bài viết vừa rồi là cũng nói về ông sạc bên và cái ông luật sư ca nha cô chú anh chị. Thì tiếp theo là cũng có một cái bài viết cách đây là 3 giờ đồng hồ luôn nha cô chú, thì em cũng xin phép là được đọc luôn cô chú. Lại không chấp nhận sự thật, trước khi xảy ra drama hình như chú sạc đâu phát biểu như vậy đâu đúng không, con người ta không lẽ không thương, đi thương chú sạc là thằng ấp ơ, nói rất nhiều lần mà chú chưa thông não, nếu người mất thương mẹ con bê thì đã làm gì chút à cô chú. Thì cái bài viết buổi sáng ngày hôm nay ở trên hội nhóm thì cũng nói về ông sạc bên và mẹ con của cô cháu gái nha cô chú anh chị. Thì cái ông sạc bên á, vừa rồi ông cũng có lên một cái bài viết ngắn á cô chú, là ông nói chị Loan là người con nuôi, là người vô ơn cô chú anh chị. Nhưng mà thực tế mà nói á, là chị Loan bây giờ á là có cho con nuôi con ruột đi nữa cô chú anh chị, mà một khi cố nghệ sĩ đã nhận về nuôi thì là con của cố nghệ sĩ đó cô chú. Thì cố nghệ sĩ mất là tài sản là con được hưởng, đó là chị Loan thôi cô chú anh chị. Còn cái ông này á, ông nói rằng á, là chị Loan vô ơn. Vô ơn cái chỗ nào? Cái hồi cố nghệ sĩ vừa mất xuống á cô chú, thì chị Loan cũng có về cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này đó, thì cũng có hỏi là cô Sáu thì cũng xin về ở cái phòng của cố nghệ sĩ mất cô chú anh chị đó. Chị Loan xin về ở, mà cái bà cô Sáu bà đâu có chấp nhận, bà đâu có cho đâu cô chú. Bà nói cái phòng đó là phải đỡ cho cái con ô xin. Ủa cái con ô xin mà làm cái gì đâu mà nó được viện ở cô chú, mà chị Loan là con của cố nghệ sĩ mà bà cô Sáu bà không cho. Cho nên là chị Loan rất là bực bội, quay trở về lại nhà chồng cô chú. Rồi chị Loan mới mạnh mẽ đứng lên, mới về lại cái căn nhà này, rồi mới nói mẹ con cô Sáu ra khỏi nhà thôi cô chú anh chị. Thì ai là người vô ơn trước cô chú? Đó cái ông sạc pin này, ông cũng đâu có tốt đâu mà ông đi nói xúc phạm đến chị Loan đồ này kia. Ông là chẳng qua là một người bạn hồi xưa của cố nghệ sĩ, nhưng mà ông lợi dụng, ông thầu cái đám tang cùng với là cô cháu gái. Thầu cái đám tang là lậm lặt biết bao nhiêu là cái tiền phung điếu từ kiều bào ở bên nước ngoài luôn cô chú. Là ông sạc bên này, ông cũng đỡ cái tài khoản của ông lên, rồi cái số điện thoại ông kêu gọi, ông nói cộng đồng mạng á, là yêu thương cố nghệ sĩ á, là viên góp và bỏ vào cái số tài khoản của ông, muốn thì gọi điện cho ông nha cô chú. Đó chứ đừng có nói rằng là chị Loan là người này vô ơn kia. Còn cái chuyện mà ông lên trên mộ cô chú anh chị, ông buổi tối ông nói ông sẽ sắp tới đây ông sẽ đặt bài thơ. Bài thơ ở đâu mà đặt, ai cho phép đâu đặt đó. Hiện tại bây giờ cô chú anh chị cũng được biết là ở trên mộ của cố nghệ sĩ thì chị Loan là toàn tiền biết định nha cô chú, chứ đừng có nói rằng là chị Loan là người vô ơn, là người con nuôi. Ủa con nuôi mà sao, tại sao hiện tại bây giờ là người ta là toàn tiền biết định, còn mà bên kia là ruột thì có ai dám đá động vô cái mộ của cố nghệ sĩ không? Không ai dám nha cô chú. Chị Loan mà lên tiếng là không có ai mà dám đá động luôn. Nếu mà đá động vào mộ của ba chị Loan là chị Loan sẽ
kêu pháp luật can thiệp xử lý ngay nha cô chú anh chị, không khiêm nhượng nữa. Chị Loan đã lên tiếng nói rồi, đâu phải là muốn làm cái gì là làm được đâu cô chú. Còn ông sặc răng này nữa, cái hồi mà chôn cất cuốn ở sĩ ở trên hồ viên xong rồi cô chú, rồi những cái buổi tối ông sạc pin ông ở lại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nè, rồi ông live stream cô chú anh chị, ông lấy cái điện thoại là ông cũng live stream, ông quay vô trong bàn thờ của cuốn ở sĩ rồi ông ngồi đó ông nói chuyện. Đến nỗi mà ở mình là Việt Kiều ở bên Pháp mà không có tiền ăn hay sao mà phải đi live stream y như là xin ăn ấy cô chú anh chị. Live stream nói nhưng bây giờ tối rồi tôi thèm con vịt nè, có ai thương tôi không, mua con vịt gửi đến cho tôi con vịt quay á cô chú. Đó thì khán giả cái hồi đó là họ chưa tranh chấp tài sản á cô chú anh chị, thì nghĩ là thương cố nghệ sĩ thì cũng thương luôn cái ông này, thì cũng có mua vịt mua đồ ăn đến cho ông này nha cô chú anh chị. Ông ăn ngập mặt luôn, rồi bắt đầu là ông quay ra ông chửi đó, ông chửi ăn luôn hàm răng, ăn luôn đồ đạc của cố nghệ sĩ luôn, hốt luôn rồi về bên Pháp làm, rồi về bên Pháp là bắt đầu chửi luôn cô chú anh chị. Đó bây giờ hiện tại là đứng bên phía cô cháu gái kia là bắt đầu là bày trò diễn cái này diễn cái kia cô chú anh chị, rồi nói chị Loan là người con không hợp pháp, người con không hợp lợ. Ủa sao không hợp lợ cô chú, không hợp lợ mà hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đang ở căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này đó, và tài sản của cố nghệ sĩ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đang là quản lý hết, chứ đâu phải là cái bên kia nó muốn nói sao nó nói đâu được cô chú. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là ông Sạc Bin cũng đã về Việt Nam rồi nha cô chú anh chị. Thì sắp tới đây á là ông sẽ lên tiếng đặt bài thơ, mà bài thơ ở đâu ai cho đặt. Bây giờ ông chỉ sao kê cái số tiền phung điếu trong cái thời gian trước á, ông lậm được bao nhiêu á, ông nên sao kê ra thì được, cái đó là nghe được cô chú anh chị. Chứ còn đặt bài thơ thì không bao giờ có. Chị Ni cũng đã lên tiếng rồi đó, rồi chị Loan và anh Linh Tý và nhà báo Song Minh cũng viết những cái bài viết, cũng chia sẻ lên cái hội nhóm rất là nhiều, cũng lên tiếng về cái nhóm này. Thì buổi trưa ngày hôm nay cô chú vào lúc 10:30 chị Loan cũng live stream giới thiệu bán những cái món hàng nha cô chú anh chị. Đó thì nói chung là chị Loan hiện tại bây giờ cũng ở bên Úc, nhưng mà cũng live stream để quảng cáo những cái sản phẩm bên số 5 Đoàn Thị Điểm nè, rồi bên đường Trường Sa cô chú, shop Buôn Buôn, rồi chị Loan cũng giới thiệu đồ bán hàng nha cô chú. Đó vừa đi diễn mà phải vừa live stream giới thiệu sản phẩm luôn. Thì giờ buổi trưa ngày hôm nay em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Dạ giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.